Người đẹp Miss World Việt Nam 2023 mong làm giảng viên. Đỗ Thị Phương Thanh, top 10 Miss World Việt Nam 2023, đặt mục tiêu trở thành giảng viên Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội. Đầu tháng 10, Phương Thanh dự lễ tốt nghiệp, cùng bạn bè giơ cao tấm bằng Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội. Cô nói may mắn vì 4 năm qua được trau dồi kiến thức lẫn diễn xuất nền tảng, yếu tố cần thiết phát triển về sau. Từ năm nhất, Phương Thanh có dịp thử sức với vai nhỏ trong vở Người yêu Hoa hậu ở Nhà hát kịch Việt Nam. Với cô, đây là may mắn và thách thức. Dù chưa có kinh nghiệm lẫn tuổi nghề, tôi vẫn được diễn cùng dàn nghệ sĩ gạo cội. Trước hàng nghìn khán giả, các cô chú đã dạy tôi nhiều điều quý báu, cô nói. Sắp tới, cô thi cao học, mong trở thành giảng viên. Phương Thanh tiết lộ mục tiêu này được thầy cô tại sân khấu, Điện ảnh Hà Nội ủng hộ, tham gia định hướng. Cô hy vọng có thể truyền năng lượng cho thế hệ đàn em và duy trì đam mê diễn xuất. Đỗ Phương Thanh sinh năm 2000 tại Thái Bình, trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Trước đó, cô từng học đại học ở Hải Phòng nhưng quyết định bỏ ngang. Cả nhà không ngờ tôi thi sân khấu, điện ảnh, đến khi có thông báo trúng tuyển mới biết. Lúc đầu, gia đình không ủng hộ tôi. Nhưng giờ đã khác, người đẹp nói và khẳng định không áp lực về học phí nhờ nằm trong diện sinh viên tài năng. Phương Thanh cho biết vẫn theo đuổi diễn xuất, song song đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu làm giảng viên. Hồi giữa năm, cô cũng giấu người thân thi Miss World Việt Nam. Ban đầu, Phương Thanh không có ý định thi nhan sắc, nhưng thầy cô, bạn bè và người quen đều khuyến khích, cô liền thử sức. Đến khi hình ảnh, thông tin của tôi xuất hiện trên fanpage cuộc thi, cả nhà rất bất ngờ. Mẹ tôi kể thậm chí cả xã kêu gọi bình chọn cho tôi. Tôi trân trọng, cảm ơn những người đã cổ vũ mình, Phương Thanh cho biết. Người đẹp tự nhận bản thân hướng nội, nhút nhát. Dám đăng ký và trải qua tất cả vòng thi Miss World Việt Nam 2023 là nỗ lực không nhỏ. Cô nói muốn bứt phá khỏi giới hạn, tiếp nhận những cơ hội lớn trong đời. Là sinh viên nghệ thuật, Phương Thanh không gặp nhiều khó khăn trong phần thi tài năng. Cô được giảng viên trong trường biên đạo, hướng dẫn từng động tác, ngay cả trang phục cũng được hỗ trợ. Phương Thanh là thí sinh duy nhất ăn chay. Ban tổ chức phải chuẩn bị riêng phần ăn cho cô. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.